tâm thần lập cánh gió quê. Lời đây mà kính chúc khánh an mẫu hoàng, mẹ về chứng lễ hôm nay, tương đàn con dạy gái lập đàn, con của mẹ trung vẹn dở sống nghĩa tình, có trước có sau, dù cho sống gần ba đào, con đây giữ mãi thiện nán không rời. Nguyễn Phúc Lan tuổi sụn, Lê Quang Đáng 53 tuổi, người tâm thành ơn nghĩa diễn toàn. Con ơi sống gần mãi gần, dù cho đau khổ đứng ngồi không yên, dù cho đời gặp trứng chiên, dù cho tan nát cõi lòng không than. Con ơi phận sự lo toàn, tay a bồi đắp tháng ngày vừa qua, đâu cần ai thấu hiểu tâm con một dạ, chỉ cần là bà mẹ ngồi trên, chứng cho con mẹ mới vẹn toàn, đắng cay con chịu nát lòng con. Đêm thanh vắng nỗi lòng thỏ thẻ, trách mẹ hiền sao bỏ hài nhi, lập công bội đức vẹn dình, sao con cứ mãi dương sầu vào tâm. Miệng con cười lòng chan nước mắt, khóc cho đời hay phận cách thân, nỗi lòng chỉ có Phật tiên, có bà mẹ chứng đủ rồi con ơi. Đợi con đặng ngày mai sáng lạng, chớ bây giờ có thấy đừng ha, của chi là của con, mà con cứ giữ mót còn làm chi. Chữ phước đức ngày qua tháng tạo, sẽ gần kề rạng rỡ nay mai, một ngày nhất định không xa, hiện vinh mà đặng rõ cõi lòng mới an. Bây giờ có đặng cũng như không, của kia đâu phải của mình đâu con, của con nó gần kề một nẻo. Nếu thật lòng bà mẹ trên cao cho con chữ phúc chữ tài, thì con mới đặng ngồi cao hơn người, ráng giữ hạnh lập công bồi đức, lời phân qua cho trẻ tận tường, dù cho sóng gió không sợ, tay a giữ vẹn tháng ngày đã qua, đắng cay hờn tuổi trong tâm, dù đau hay khổ chớ phiền chớ than. Dặm đường về với mẹ, người tâm thành họ nguyện ngày nay, dây gian tận nguyện tâm thành
Lê Quang Đáng, 53 tuổi. Mấy lời thỏ thẻ trước sau, nếu tình mà có thật dồi cao cõi lòng, bây giờ tan nát cõi lòng, chữ tình đau khổ trăm phần, chữ thương bể ngoài con trẻ vui cười khôn chan, nước mắt khóc thầm trong tâm, miệng thời có cũng như không, nói lời ai dễ tin mình con ơi, thấy như vậy mà đâu như vậy, bởi mấy lời thỏ thẻ phân qua, một phần thất tổ bên cha, nó nghiêng lung nứt nữa rồi con ơi, lại lạc lầm xa xôi muôn dặm, mãi ngóng trong chờ đợi đồn viên, chừng nào gió bất thổi lên, đủ ngày đủ cách đủ giờ mới an, đợi con kẻ chuối ngày qua đời thấy khỏe, thấy vui cười trong dạ không an, thôi thì cứ để bề trên, mẹ thời sắp đặt cho con rõ ràng, năm nay cứ thế mà làm, còn khi việc lớn đợi chờ thời cơ, điều si tính chưa thời cơ đến, chớ vội vàng hư việc nghe con, bình bình những việc trước sau ấy mà làm đặng làm chơi có tiền, chớ khi suy nghĩ chuyện tư, chuyện mà to lớn chẳng làm được đâu. Chúc cầu ta lại chúc cầu cho đàn con mẹ vẹn vinh ngày nay, nguyện trên bà mẹ kim giai cho con mạnh khỏe ngày ngày con thân, mót bòn công đức dậy thời, ngày sau mẹ dần trở về khi xưa, chớ hờn chớ trách chớ than, âu là duyên số than gian nổi gì, lệ lòng tuôn chảy từng cơn, con ơi cứ vậy tháng thân cách phần làm gì, nguyện cầu với mẹ cũng ly độ mình, thương con của mẹ dập bầm, những con ơi hỏi tháng ngày còn xa, lắm răm nguyện trong lòng, minh minh lời thề mẹ tại con cãi mẹ mà ra, tại con ngu dại giờ than nổi gì, tại con trốn mẹ xuống đây, đừng than đừng trách đừng hờn nghe con, lập cho đủ tròn sống công đức, khi nào lời xưa ứng hiện mới linh, thôi thì chớ lậu thiên cơ, chỉ khuyên con trẻ giữ mình nghe con,
cơ đạo pháp mót bòn nha tẻ, dầu đắng cay chớ bỏ tay ra. Xưa kia mẹ đã đặt ca dù cho tan nát sắc thân không sợ, về với mẹ sau đành bỏ mẹ, đợi trong chờ con trẻ đàn con. Dù trai hay gái cũng một lòng, dù con nhỏ dại trẻ già cũng như, chớ cãi lời thâm tình hoàng mẫu. Có người hiền dẫn dắt nghe con, phận mình nhỏ tuổi là em, nghe lời anh chỉ dẫn đường mới khôn. Đắng cay cam chịu một mình ở than quan cấp làm gì ở con. Xưa kia lỡ dại mà nên gây điều tội lỗi có mong an lòng. Con có biết đầu đau dai nặng là nho nhỏ nó theo, kề bên giữ xác giữ hồn, kề bên ở đó trẻ ơi chớ sợ. Con của mẹ không lo tu niệm, trốn mẹ hiền xuống thế làm chi, chừng nào lập đức bồi công cho tròn số phận thì về nghe con. Con ơi đường đi kia con nay đã chọn, ánh đạo từ mẹ phủ từ khi, thì con hãy ráng nghe con. Đắng cay cam chịu thở than đặng gì, con về thẳng có người sẽ cứu giúp, mạng con mới bảo hoa toàn. Bây giờ chứng bệnh mình trong mình có mong chạy chữa cứu con an lành. Nhà con hiện ở bây giờ ngày xưa dùng phạm cái lỗi, con ơi phải biết lập lễ đàn dưa muối cơm tanh, cung dân chồng vợ thổ thần. Con ơi nên nhớ hướng nam thẳng đường, dình chơi giữ cho tròn phần sự, kết chữ tình tâm đạo mới nên. Tây gia chính thật là nhà, nguyện cầu với mẹ độ con dạy thờ, độ cho bớt não bớt phiền, độ cho sức khỏe là vui con à. Dù đắng cay chớ sợ chớ tuổi, dầu khổ sầu chớ trách chớ than. Bây giờ gánh nặng hai vai, cho tròn một kiếp cũng xưa mới về, nên ráng giữ A-di-đà không cần đi lễ miếu lễ chùa, trọn tình hiếu
lạ lắm tha. Cao cao thấp thấp kỳ kỳ, đứng trong nhìn thấy ra đường thẳng băng. Lại phía trước phía sau chẳng lối, lửa nước gần lửa tắt là tiêu. Cho nên con mãi u phiền, niềm vui mới đó nỗi sầu kề bên. Lo tròn phận sự vẹn thành lời cầu ý nguyện, hôm nay sẽ thành. Về với mẹ lo tròn phận sự, dầu đắng cay tan nát cõi lòng. Ai đâu thấu được lòng này, chứ con của mẹ khổ sầu từng canh. Gạt nước mắt vào lòng con hỏi nguyện, móc bòn mối đạo cho tròn. Lập công bồi đức sắc son, thì là có mẹ kề bên con. Những tưởng đâu phụng loan chia rẽ, những tưởng đâu quanh yên lìa đàn. Nhờ trên Phật Pháp diệu quyền, mẹ thương che chở dậy thời mới an. Tiền tài mất mạng mình mới dừng, đau lòng sầu chớ trách mà chi. Ráng đi lĩnh mẹ từ bi, sẽ nhìn thấy đặng hài nhi thoát nàng. Còn mấy trăng qua rồi con hỡi, chớ đau buồn hận tuổi mà chi. Gắn đi con trẻ hài nhi, mẹ thương che chở một ngày không xa. Vì gia đạo khó phân lời nói, nếu thuận duyên ta sẽ phân bài. Hôm nay nơi chốn kim bài, mấy lần chỉ chút con khờ lắng nghe. Chúc mối đạo tâm thành hòa quyện nha, chúc nguyện cầu Phật tử nơi đây. Mừng cho bổn hội thôn lân trở về miễu ngọc Tây A nguyện cầu. Lời phú chúc con hiền trần thế, chữ an khang ba khảo an khang. Chữ nguyện cầu sẽ đặng thành công, lời ta chúc con hiền tại thế. Điện thiên tạm dứt mấy lời, chúc cho con mẹ ngày này thành tâm. Lễ cầu gian dây đã thành, dứt cơn điện lực tay cung. Mời thánh mẫu trở về ngọn tâm, để ơn chào xử sự chung dân. Đội ơn thánh mẫu muôn vàng, chúc thánh mẫu niên niên trường cửu. Diệu cung điện hồi cung, cung nữ nhạc công. Ngài thanh mẫu cho bọc trở lại, tất cả toàn dẫn hưởng cảnh thanh bình. Cung nữ triền dựng qua, chúc cầu diêu trì thánh mẫu. Nay tâm thành hòa quyện, đốt mùi hương dòng thấu đài liên. Nhớ ngày thập bát trăng mười, con về lại mẹ nguyện cầu mẹ thương. Trăng mười thập bát
là ngày mà mẹ giáng điện già Tây
mai văn nhà 48 tuổi, dương thị hoa anh đào tuổi lẻ 45, mai tu nha 20 mà tuổi chẳng, mai tiếng anh nhân 14 nguyện cầu, dương thị cốt 60 mà 9 tuổi, Phạm Thị Thanh Nga 37 nguyện cầu, Phạm Thanh Tùng tuổi lẻ 35, Phạm Thanh Lâm 33 tuổi mà để ơn đền lập cảnh gió quê. Mâm vàng lại mẹ Tây Cung, Phật mẫu mẹ thương chứng đàn, nguyện cầu bổn hội thôn lân, nguyện cầu gia đạo gia đình họ Dương, họ Dương họ nguyện ơn đền, nhớ ngày đại lễ con về lòng thành phụng cung kim giai, Phật Vương mẹ ngự trung ương hộ trì, lời nguyện cầu giấy gian chúc nguyện, để tâm thành đọc tuổi ghi tên, điện vàng mẹ chứng ngày nay, mâm vàng dân tạ ơn nguyện a cầu. Dạ dạ. Nay trăng tròn thập bát, lễ nhân tinh phú chúc để cầu an, con chí thành hòa nguyện lại gia giang cho nhà họ Nguyễn Bạch Yến 51 tuổi. Con ghi tối ghi tơ na tình lơ na mẫu hoàng thương chứng, mẹ hỏi tên của ai, dạ xin thưa của nhà họ Nguyễn. Người Dương trần năm nay hòa quyền xin giấy gian dơi mẹ hiền, con ghi tối thưa tên na mẹ ơi dầm dầm thương minh chứng, mẹ hỏi tên của ai, của nhà họ Nguyễn. Người tâm thành của hôm nay quỳ dân mâm giấy gian dơi, nguyện cầu làm ba lễ mà để cầu an, và cầu cho Nguyễn Thị Bạch Yến 51 tuổi, Đặng Văn Tiếp 50 tuổi, Đặng Thị Lan Anh 28 tuổi, Đặng Thị Hồng Ngọc 24 tuổi, Bùi Thanh Phong 33 tuổi, Đặng Hoàng Minh 25 tuổi, ở tổ 18 ấp Tân Lập, đường 30 quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cầu tôi lại chúc cầu, nguyện cầu hai chữ bình an, thần linh trên đi mà Phật mẫu thì mẹ giáng nhang cũng trở về hội lễ, nguyện cầu chúc cho Phật tử giàu sáng sáng.